xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Long, năm nay mình 19 tuổi, mình sinh năm 97. Hiện tại mình là sinh viên năm nhất của Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình vừa mới đậu visa Úc xong. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm nhỏ để cho các bạn nếu mà có ước mơ đi du học Úc thì các bạn có thể lấy làm kinh nghiệm bỏ túi cho mình. Vì việc xin visa Úc thì cũng rất là đơn giản. Mình được sự giúp đỡ của công ty du học Tân Đại Dương đã giúp mình hỗ trợ cho mình việc giấy tờ hồ sơ cách đầy đủ để mình nộp cho lãnh sứ quán. Thì về mặt giấy tờ thì các nghĩ các bạn nên điện cho bên công ty trước để các bạn có thể chuẩn bị tất cả các hồ sơ đầy đủ rồi các bạn tới nộp một lần nhanh hơn so với việc các bạn sẽ chuẩn bị lắt nhắt thì cũng mất thời gian. Thì hồ sơ mình chuẩn bị trong vòng chưa tới một tháng thì đã đầy đủ vì mình có sự hỗ trợ của bên công ty Tân Đại Dương thì rất là nhanh. Thì trong lúc chờ đợi thì mình thì bị phỏng vấn, thì có một số trường hợp thì không phỏng vấn, nhưng mà mình trường hợp mình là phỏng vấn thì lãnh sứ quán người ta phỏng vấn thì cũng chủ yếu hỏi về lĩnh vực các bạn học, rồi chuyên ngành học là các bạn là gì, rồi chuyên sâu về sau này nếu mà ví dụ các bạn học xong thì các bạn ra làm nghề gì, thì người ta hỏi rất chi tiết về cái vấn đề đó. Thì nếu mà các bạn mà có một cái định hướng sẵn, các bạn nên vạch ra cái kế hoạch đó rồi các bạn chuẩn bị sẵn thì các bạn có thể phỏng vấn tốt hơn. Dịch vụ của Tân Đại Dương rất là chu đáo. Ngay khi mình đầu mình vào thì người ta sẽ bên công ty du học Tân Đại Dương sẽ hỏi bạn về vấn đề là các bạn đã có định hướng về học, có học nghề gì rồi, các bạn đã chọn trường chưa. Nếu mà các bạn chưa chọn được thì bên Tân Đại Dương sẽ tư vấn cho các bạn các trường mà thích hợp nhất, tốt nhất cho các bạn để các bạn có thể là chọn trường đó. Hy vọng với những chia sẻ của mình thì các bạn có thể là làm cẩm nang bỏ túi cho mình để sau này các bạn có, nếu mà có dự định đi du học thì các bạn có thể là lấy kinh nghiệm này để giúp cho mình đậu được visa tốt hơn.